Tiếu Vy có bạn rồi mà. Tiếu Vy nó có bạn rồi. Một Tết bạn chó vui nhà nè. Gì con? Hả? Hôm nay con đi lạc đó hả con? Hả? Con tên gì vậy? Hả? Tên gì đó? Sao vậy? Sao vậy? Sao con hả? Sao vậy? Vì sao bị sao sợ con có bạn lại con sao sợ vậy? Tí bị nay mùng một Tết nè, con chó vui nhà nè, con chó tên gì đây? Sao sợ vậy con, Sư Vy? Nay con có bạn à? Có bạn à? Thấy nước uống đi con. Thấy nước rồi. Gì đây bay? Phi Phi.